Một, chân trái làm chủ, tay trái nắm bàn chân phải từ phía sau. Hai, hạ tay phải xuống thẳng, các ngón tay chạm thẳng, đập thân mình vuông góc với chân. Ba, di chuyển tay phải đặt lên bàn chân trái, hít thở đều, đẩy căng chân phải, kéo căng vai và ngực. Chúng ta làm tương tự với bên còn lại. Chân phải làm chủ, tay phải nắm bàn chân trái từ phía sau. Hai, hạ tay trái xuống thẳng, các ngón tay chạm thẳng, đập thân mình vuông góc. Di chuyển bàn tay trái đặt lên bàn chân phải, hít thở đều, căng chân phải, kéo căng vai và ngực. Làm tương tự với các bên còn lại. Và chúc các dây hít thành công. Cảm ơn mọi người đã xem video và đăng ký kênh Hát Yoga Aerobic. Chúc mọi người sức khỏe, thành công vui vẻ trong cuộc sống.